MC Phương Thảo VTV đáp trả cực gắt, ăn gì em cúng khi bị netizen cà khịa dựa hơi chồng. Là MC trẻ tuổi nhưng lại nổi tiếng nhất nhì trong vũ trụ VTV. Không những thế, Phương Thảo còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên mới đây, cô bị netizen cà khịa là một trong những gương mặt MC trẻ của VTV gây ấn tượng với khán giả khi dẫn các chương trình VTV Kết Nối, Khoảnh Khắc Yêu Thương, Chuyện Đêm Muộn, Sinh Ra Từ Làng. Phương Thảo được nhiều người yêu mến. Không những thế, Phương Thảo còn khiến nhiều người ghen tị bởi cuộc hôn nhân viên mãn được ông xã doanh nhân yêu thương chiều chuộng. Tuy nhiên, cũng chính cuộc sống hôn nhân viên mãn của nữ MC Phương Thảo khiến cô gặp phải những tình huống oái ầm. Mới đây, nữ MC Chuyện Đêm Muộn bất ngờ bị một số cư dân mạng cà khịa cô nổi tiếng là nhờ dựa hơi chồng doanh nhân. Theo đó, một số cư dân mạng để lại bình luận, có tài nhưng một phần nhờ chồng nữa. Nghe nói chồng Phương Thảo là sếp lớn mà, Phương Thảo có chắc không nhờ ai mà lên làm được MC của VTV không vậy? Với những lời đồn đoán quy chụp của cư dân mạng, nữ MC khá bức xúc, cô lên tiếng đáp trả những lời nói không mấy hay ho. Trời ơi, nhờ gì đến chồng vậy? Mình dẫn VTV đã từ 5 năm trước, từ năm 2 đại học nhé bạn. Dẫn liên quân cũng trước khi biết chồng mình là ai, tìm hiểu kỹ trước khi nói nhé bạn, nguy hiểm. Chưa dừng lại đó, MC Phương Thảo bức xúc nói thêm, tôi quá mệt mỏi với thế giới này, con gái cứ lấy chồng vào cái là bị phủ nhận mọi thứ mà mình tự đạt được à. Chồng mình cũng không phải chủ tịch gì hết nhé, mình mệt mỏi quá, bao nhiêu lần đính chính rồi, các bạn chỉ tin vào những điều các bạn muốn tin, tự vẽ ra thôi đúng không, các thánh ăn gì em cúng. MC Vũ Phương Thảo sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phương Thảo là tài năng bước ra từ cuộc thi Speak Up 2017 với ngôi vị cao nhất. Bên cạnh gắn liền với các chương trình nổi tiếng của VTV, cô còn là gương mặt quen thuộc với đông đảo cộng đồng game thủ khi đã đồng hành Liên Quân Mobile cũng được vài năm qua các giải đấu eSports như Đấu Trường Danh Vọng. Phương Thảo gắn liền với biệt danh Chân Ngắn hay MC thấp nhất VTV cũng gặp không ít trở ngại khi theo đuổi công việc dẫn chương trình đòi hỏi ngoại hình. Bỏ qua nhược điểm đó, Phương Thảo không ngừng trau dồi bản thân để trở thành nữ MC được nhiều người yêu mến. Không những thế, Phương Thảo thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người với vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng. Phương Thảo từng được biên tập viên Ngọc Trinh nhận xét là có phong thái bắt người khác phải theo dõi mình. Phương Thảo đã từng chia sẻ những áp lực mà cô đã đối mặt trong công việc. Đã nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc trong 5 năm qua, nhất là khi đi làm từ năm 2 đại học, không có nhiều kinh nghiệm. Ở VTV, tôi luôn là người trẻ nhất ekip. Nhiều khi lạc lõng và lo sợ đến nỗi các anh chị đạo diễn hay quay phim có nhắc nhở hơi nặng lời là tuổi thân về nhà khóc. Ở các giải đấu thể thao điện tử eSports, tôi luôn phải đối mặt với quá nhiều áp lực từ phía khán giả, từ ngoại hình đến kiến thức đặc thù về bộ môn game. Nhưng rồi điều gì cũng sẽ qua, đã đi được đến thời điểm này và khiến khán giả nhớ mặt gọi tên trong những chương trình đó. Tôi cảm thấy không hối hận chút nào. Bởi vậy, nếu có thể tôi vẫn muốn gắn bó với nghề dẫn thêm nhiều năm nữa. 2021 có thể nói là năm khó quên của Phương Thảo khi cô chính thức về chung một nhà cùng bạn trai sau hơn 2 năm tìm hiểu. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên phải đến bây giờ cặp đôi mới chính thức tổ chức lễ cưới được. Được biết, chồng của cô nàng chính là một nhân vật quyền lực của Garena Liên Quân Mobile, là giám đốc của một công ty phát hành nhiều tựa game nổi tiếng. Cả hai gặp gỡ là trong một lần làm việc chung, sau nhiều lần tiếp xúc cảm thấy hợp nên đã tìm hiểu và trở thành người yêu. Trước đó, khi quyết định chính thức về chung một nhà, MC Phương Thảo cũng không ngại bày tỏ. 2019 đồng nghiệp, 2020 người yêu, 2021 về sau bạn đời. Người ta bảo có hai thành tựu quan trọng nhất tuổi trẻ là sự nghiệp và tình yêu. eSports Liên Quân cho tôi nhiều hơn thế, đó là sự nghiệp và một người mà tôi sẽ gọi là gia đình. Sau khi kết hôn, Phương Thảo từng chia sẻ về tổ ấm nhỏ của mình. Tôi thấy không có quá nhiều điều thay đổi khi mình độc thân và kết hôn. Vợ chồng tôi đều là những người trẻ, lại là đồng nghiệp. Anh ấy cũng luôn ở bên đồng hành, ủng hộ cho cả công việc lẫn cuộc sống. Nên tôi cảm giác như hai người bạn ấy. Bọn tôi cũng chưa có kế hoạch có em bé, nên phần lớn vẫn dành thời gian cho công việc và thêm trách nhiệm với hai gia đình lớn. Lấy chồng nhưng vẫn chơi hết mình và làm việc hết mình chứ không phải từ bỏ cuộc chơi, nên không có gì phải tiếc nuối.